Hầu Minh Hạo sinh năm 1997, là một gương mặt trẻ trong làng giải trí Hoa ngữ. Anh được nhiều khán giả biết đến hơn nhờ một số bộ phim hot gần đây như Hộ Tâm, Dị Nhân Chi Hạ, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Hầu Minh Hạo không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn có khả năng ca hát tốt và thành tích xuất sắc trong lĩnh vực diễn xuất. Anh chàng còn là thực tập sinh tiềm năng tại các công ty giải trí lớn tại Hàn Quốc. Hầu Minh Hạo có niềm yêu thích với nghệ thuật từ nhỏ và bố mẹ anh cũng rất ủng hộ anh trong việc phát triển sở thích của mình. Năm 2012, anh tham gia thi tuyển vào công ty SM Entertainment của Hàn Quốc và trúng tuyển trở thành thực tập sinh. Tuy nhiên 2 năm sau, Hầu Minh Hạo chọn rời SM Entertainment, quay lại Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Sau khi về lại Trung Quốc, anh ra mắt với nhóm nhạc Fred Cực Khách Thiếu Niên Đoàn, nhưng chỉ sau 1 năm, anh nói lời chia tay nhóm để tập trung vào các hoạt động solo. Từ năm 2016, Hầu Minh Hạo lấn sân sang mảng phim ảnh và nhận được nhiều phản hồi tích cực về diễn xuất của mình. Trong video này, hãy cùng Cbiz Film điểm qua một số bộ phim nổi bật nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Hầu Minh Hạo nhé. Hàn Võ Ký 2017. Hàn Võ Ký là bộ phim hành động nổi tiếng của Trung Quốc trong năm 2017. Chuyện phim xoay quanh cô gái tên Đường Ấn do Châu Vũ Đồng đóng, xinh đẹp, dễ thương và lạc quan. Cô tình cờ đặt chân lên một hòn đảo hư cấu Nam Chiêm Bộ. Tại đây, cô bị cuốn vào cuộc chiến của các thế lực đen tối đang khống chế đảo. Ở đây, cô gặp một cậu sát thủ trẻ tên Kiểm Tử, do Hầu Minh Hạo thủ vai, cậu luôn đeo mặt nạ vô cùng bí ẩn, nắm giữ những bí mật khủng khiếp và điều đó khiến cô vô tình bị cuốn vào cuộc chiến đầy rẫy tiền tài và sự chết chóc. Trải qua những nguy hiểm cùng nhau, cô và chàng sát thủ đã nảy sinh tình cảm và có một mối tình lãng mạn nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Bộ phim cũng giúp cho cả Hầu Minh Hạo và Châu Vũ Đồng nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả và được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất của màn ảnh Hoa ngữ năm 2017. Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân 2018. Bộ phim Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân từng tạo nên một cơn sốt không hề nhỏ vào thời điểm phát sóng. Bởi kịch bản vừa thực tế lại vừa đáng yêu, diễn xuất của dàn diễn viên cũng tự nhiên và chân thật. Bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường này do Đặng Khoa đạo diễn và Tôn Tiếu viết kịch bản. Với sự tham gia của những gương mặt trẻ trung, ít nổi lúc bấy giờ như Hầu Minh Hạo, Vạn Bằng, Đại Lộ Oa, Trương Diệu, Lý Minh Đức. Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân lấy bối cảnh Trung Quốc vào năm 1996, kể về những bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường đầy tinh nghịch và hồn nhiên. Bộ phim cũng mang đến cho khán giả những ký ức hồn nhiên, vui vẻ về một thời cắp sách đến trường. Trong phim, Hầu Minh Hạo vào vai Hoa Bưu, chàng lớp trưởng mới của lớp 12, 3 của trường Trung học phổ thông Dục Tài. Học giỏi, đẹp trai, trượng nghĩa, lúc nào cũng vui vẻ nên cậu nhanh chóng chiếm được tình cảm của những người bạn cùng lớp mới. Dù nhà nghèo, mồ côi cha mẹ, chỉ có bà nội nuôi nấng nhưng Hoa Bưu lại rất ngoan ngoãn, hiểu lễ nghĩa. Và có lẽ một phần liên quan đến hoàn cảnh nên cậu là người trưởng thành sớm nhất trong tổ xe bay 5 người. Miệng cười nhưng trong lòng cậu luôn có những nỗi lo không hợp với lứa tuổi. Với vai diễn Hoa Bưu trong Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân lần này đã giúp cho tên tuổi của anh chàng được mọi người biết đến nhiều hơn. Đồng thời lượng fan hâm mộ cũng tăng lên nhanh chóng. Đây cũng được coi là một trong những bộ phim giúp tên tuổi của Hầu Minh Hạo đến gần hơn với khán giả châu Á. Đạo Mộ Bút Ký 2 – Nộ Hải Tìm Xa 2019. Đạo Mộ Bút Ký là một bộ phim chiếu mạng, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nam Phái Tam Thúc. Phim được làm 8 phần trong 8 năm và Hầu Minh Hạo tham gia đóng vai chính Ngô Tả trong phần 2, phát sóng năm 2019. Đạo Mộ Bút Ký kể về hành trình phiêu lưu khám phá bí mật về những ngôi mộ cổ huyền bí của một nhóm cao thủ trộm mộ. Nội dung phần 2 phim Đạo Mộ Bút Ký do Hầu Minh Hạo đóng là chuyện Ngô Tả cùng Vương Bàn Tử và An Ninh tiếp tục hành trình khám phá những điều bí hiểm quanh các ngôi mộ cổ. Ngô Tả đã tìm được quyển sách lụa, trên đó ghi lại vị trí của một cổ mộ kỳ bí từ thời chiến quốc. Cậu cùng nhóm bạn tiến vào tìm bảo vật, nhưng không ai ngờ bên dưới cổ mộ này lại có nhiều chuyện quái dị, vô cùng hung hiểm. Ta Chính Là Cô Nương Như Thế 2020. Bộ phim cổ trang Ta Chính Là Cô Nương Như Thế được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Con Gái Là Thế Đó của tác giả Nguyệt Hạ Diệp Anh. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần sóng gió của nàng quận chúa Ban Họa do Quan Hiểu Đồng thủ vai và chàng công tử Dung Hà do Hầu Minh Hạo thủ vai. Ban Họa là một quý nữ kinh thành nổi danh tuyệt sắc, thế nhưng nàng đã 3 lần bị từ hôn. Còn Dung Hà là mỹ nam đệ nhất kinh thành văn võ song toàn, nhưng ẩn chứa bên trong nhiều bí mật. Lúc đầu cả hai tiếp cận nhau với những ý đồ riêng. Dần dần, họ hiểu được tình cảm của đối phương. Từ đây, cả hai cùng nhau viết nên một câu chuyện ngọt ngào về tình yêu. Hầu Minh Hạo đã lột tả rất thành công một Dung Hà thư sinh, nho nhã, đẹp trai và hào hoa, là người tình trong mộng của các cô gái.
Căng Buồm Ra Khơi Khi Nổi Gió 2021. Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió là bộ phim nói về chí hướng lập nghiệp của giới trẻ đầu những năm 1990. Phim có sự tham gia của các diễn viên gồm Hầu Minh Hạo, Hướng Hàm Chi, Mao Hiểu Tuệ, Ngô Lỗi. Nội dung phim của Hầu Minh Hạo kể về con đường lập nghiệp của hai chàng trai Bùi Khánh Hoa và Hoa Tiêu Sấm. Cả hai anh chàng cùng học tại Viện Nghiên cứu Khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Yên Kinh. Sau đó, khi nhìn nhận được tình hình thay đổi của thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hai chàng trai trẻ cùng bắt tay nhau lập nghiệp trên con đường mạng Internet. Cuối cùng, Tiêu Sấm và Khánh Hoa đều thực hiện được lý tưởng của bản thân. Cả hai đều đạt được thành công về sự nghiệp lẫn tình yêu. Hộ Tâm 2023. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương, Hộ Tâm xoay quanh mối tình nhiều nước mắt nhưng cũng vô cùng lãng mạn của Linh Long Thiên Diệu và cô nàng Nhạn Hồi. Thiên Diệu, do Hầu Minh Hạo đóng, là một yêu long tu luyện ngàn năm. Vì đen lòng yêu sai người mà chàng bị lợi dụng và hãm hại. Kẻ phản bội âm mưu giết hại và lấy áo giáp vảy rồng của Thiên Diệu. Tuy nhiên, chàng đã kịp ném nội đan và vảy hộ tâm của mình xuống trần gian. Hai thứ này tình cờ cứu mạng cô bé bị bệnh tim tên Nhạn Hồi, do Châu Dã đóng. Sau khi thoát chết, Nhạn Hồi sở hữu khả năng hơn người, có thể nhìn thấy yêu ma. Nhờ năng lực này, cô bé trở thành đồ đệ của Lăng Tiêu chân nhân, theo ngài học tu tiên trên núi Thần Tinh. 20 năm sau, Nhạn Hồi vì phạm lỗi nghiêm trọng nên bị trục xuất khỏi núi. Cô còn gặp nạn, khiến yêu lực mất hết. Không những vậy, Nhạn Hồi còn bị ép gả cho một tên ngốc. Tên ngốc này chính là Thiên Diệu yêu long ngàn năm trong truyền thuyết. Thiên Diệu biết Nhạn Hồi đang giữ nội đan và vảy hộ tâm của mình. Chàng muốn dựa vào cô để tìm kiếm các bộ phận bị trấn yểm của mình. Trong quá trình chung sống, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Họ cùng kề vai sát cánh, chống lại thế lực yêu ma quỷ quái. Dị Nhân Chi Hạ 2023. Nội dung của thế giới dị nhân được đánh giá là mới mẻ, kết hợp giữa yếu tố siêu nhiên với yếu tố văn hóa Trung Hoa độc đáo. Phim được chuyển thể từ truyện tranh, cũng đã có phiên bản hoạt hình ra mắt, cả hai đều được đánh giá cao nên bản phim live action theo đó cũng chịu nhiều áp lực. Câu chuyện theo chân Trương Sở Lam, do Bành Dục Sướng đóng, là người sở hữu năng lực đặc biệt, nhưng theo lời dặn của ông nội, cậu không để lộ điều này với bất kỳ ai. Một ngày, Trương Sở Lam gặp một cô gái kỳ lạ tên Phùng Bảo Bảo, do Vương Ảnh Lộ đóng, người có thể giúp cậu tìm hiểu về những bí ẩn xung quanh cái chết của ông nội. Từ đó, Trương Sở Lam đã dấn thân vào một thế giới kỳ lạ, nơi cậu gặp gỡ nhiều người cũng có những năng lực đặc biệt. Trong số những người Trương Sở Lam gặp có Vương Dã, do Hầu Minh Hạo đóng, đến từ Võ Đang. Vương Dã là nhân vật được yêu thích nhất nhì trong nguyên tác, bởi không chỉ có ngoại hình điển trai, đây còn là nhân vật có tính cách rất thú vị. Bề ngoài có vẻ lười nhác, hờ hững, nhưng Vương Dã lại rất thông minh và quan tâm đến mọi người. Thoạt trông là người dễ tính, dễ chịu, nhưng nội tâm Vương Dã rất cứng rắn, không dễ bị lung lạc và kiên trì đi theo con đường của mình. Nói đến sức mạnh, Vương Dã là một trong những nhân vật mạnh nhất nhì trong lứa thế hệ trẻ của thế giới dị nhân. Không chỉ nhuần nhuyễn thái cực quyền, Vương Dã còn học được phong hậu kỳ môn, một trong 8 tuyệt kỹ bá đạo nhất trong thế giới dị nhân. Nếu không là dị nhân, sống một cuộc đời của người bình thường thì Vương Dã cũng rất đỉnh chóp khi xuất thân là con trai của một gia đình giàu nứt vách. Vương Dã là một nhân vật có cả trí tuệ và sức mạnh, nhưng phẩm giá mới là điều khiến khán giả yêu mến Vương Dã hơn cả. Tự tin nhưng khiêm tốn, không thích phiền phức nhưng cũng không ngại lăn xả nếu đó là việc quan trọng. Vương Dã là một chiến binh dũng cảm, một người bạn chân thành. Thiếu Niên Babylon 2024. Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lộ Nội, bộ phim Thiếu Niên Babylon có sự tham gia của các diễn viên Dương Thái Ngọc, Hầu Minh Hạo, Hướng Hàm Chi, Phí Khởi Minh với tổng cộng 26 tập. Nội dung phim là những câu chuyện về tuổi trẻ theo cách nhìn và định nghĩa riêng của mỗi nhân vật. Bối cảnh phim diễn ra ở những năm 1990, khoảng thời gian chuyển giao giữa hai thế hệ Gen Y và Gen Z, bộ phim mở ra cầu nối giao tiếp giữa các thế trước với thế hệ Gen Z hiện đại. Giai đoạn đầu thập niên 90, tại một thành phố nhỏ ở bờ biển phía đông, một nhóm bạn trẻ đang vội vã theo đuổi tuổi trẻ trên chuyến tàu của thời đại. Họ nhiệt tình, đầy liều lĩnh, từng bước trưởng thành một cách tùy ý, tự do và cuồng nhiệt. Trên chuyến hành trình tìm kiếm những vì sao, họ từng bước hoàn thành quá trình thay đổi bản thân mình, một cách bình thường lặng lẽ nhưng lại rất đổi phi thường, trong những năm tháng tuổi trẻ ngọt ngào và rực rỡ nhất. Họ nỗ lực để chào đón những khoảnh khắc huy hoàng, có được sự trưởng thành và yêu thương. Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong 2024. Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong là câu chuyện đầu tiên nằm trong chuỗi truyện Thiếu Niên hệ liệt của tác giả Chu Mộc Nam cùng với Thiếu Niên Ca Hành và Ám Hà Truyện. Câu chuyện của Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong lấy bối cảnh vào 20 năm trước của Thiếu Niên Ca Hành, kể về những bậc tiền bối đời trước với nhân vật trung tâm là chàng thiếu niên nhiệt huyết Bách Lý Đông Quân do Hầu Minh Hạo thủ vai.
Dù có xuất thân danh giá, tư chất thiên phú, nhưng từ nhỏ Bách Lý Đông Quân đã bướng bỉnh, không giỏi thi thư, không đọc binh pháp cũng không chịu học võ nghệ. Bách Lý Đông Quân thường xuyên cưỡi con ngựa trắng tên Liệt Phong của mình đi khám phá giang hồ, kết giao bạn hữu và say mê với việc ủ những vò rượu ngon chỉ vì đã từng hứa hẹn với người bạn Diệp Vân thời niên thiếu sẽ trở thành tử tiên. Nhưng số mệnh của Bách Lý Đông Quân không cho anh quyền tự mình quyết định, cuối cùng vẫn trở thành đệ tử của thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh rồi bắt đầu học võ công. Trong quá trình này, Bách Lý Đông Quân quen biết với Hồng Nhan Chi Kỷ Nguyệt Giao do Hồ Liên Hình thủ vai và gặp lại Diệp Vân giờ đã đổi tên thành Diệp Đình Chi. Dưới sự ảnh hưởng của họ, Bách Lý Đông Quân bắt đầu tự ngẫm lại chính mình, quyết định sống đúng với thân phận và trách nhiệm. Nhiều năm sau, Diệp Đình Chi bị lợi dụng phát động chiến tranh tại Trung Nguyên. Lúc này Bách Lý Đông Quân là người dẫn đầu các anh hùng Bắc Ly, chống lại kẻ địch. Đối đầu với Diệp Đình Chi, Đông Quân không e ngại, không lùi bước, một lòng vì chúng sinh, vì cứu lấy người bạn thân thiết nhất của mình. Hầu Minh Hạo nhận nhiều lời khen khi thủ vai nam chính Bách Lý Đông Quân. Vốn dĩ anh có chiều cao vượt trội, khuôn mặt điển trai, có đủ sự thư sinh nhưng cũng có nét rắn giỏi cần thiết ở một nam chính phim võ hiệp. Hầu Minh Hạo cũng được khen ngợi có diễn xuất tốt, thể hiện đúng tính cách phóng khoáng, vui tính của Bách Lý Đông Quân. Anh cũng chứng tỏ bản thân vô cùng chuyên nghiệp khi tự học đánh võ. Nam diễn viên đã luyện tập võ thuật một tháng trước khi phim khởi quay. Anh cũng tự mình thực hiện các cảnh đánh võ, sử dụng thành thạo nhiều loại đạo cụ võ thuật như kiếm, gậy gộc. Đại Mộng Quy Ly. Kịch bản của Đại Mộng Quy Ly được viết dựa trên những ghi chép về các yêu thú thời thượng cổ trong cuốn Sơn Hải Kinh, kể về cuộc hành trình chốc yêu vừa mạo hiểm vừa kỳ ảo ở chốn nhân gian. Phim lấy bối cảnh năm Trinh Nguyên, nhân gian nhiều nơi đột nhiên xảy ra hung án, nghi ngờ có liên quan đến yêu thú Đại Hoàng. Yêu thú thượng cổ Chu Yếm khi này đã hóa thành hình người tự xưng Triệu Viễn Chu do Hầu Minh Hạo thủ vai. Chủ động đi tới nhân gian đảm nhận việc truy bắt yêu, hắn nguyện ý hiệp trợ triều đình thành lập truy yêu ti, chấm dứt hỗn loạn chốn nhân gian. Triệu Viễn Chu cùng với nữ quan Văn Tiêu do Trần Đô Linh đóng, lãnh sự của truy yêu ti là Trác Dực Thần do Điền Gia Thụy đóng, nữ cung thủ Bùi Tư Tịnh do Trình Tiêu đóng và đại phu Bạch Cửu. Cùng hợp thành tiểu đội truy bắt yêu thú đang tác oai tác quái nhằm hủy diệt cả nhân giới và yêu giới. Trong quá trình phá án, mọi người dần dần khám phá ra những kẻ sau lưng sai khiến các yêu thú, ngoại trừ Hoè Quỷ Ly Luân. Kẻ đã đối đầu với Triệu Viễn Chu 15 năm trước thì còn có bóng dáng của Sùng Vũ Doanh, nơi từ trước đến nay luôn chống đối với truy yêu tì. Cùng lúc đó, bởi vì thần thức của Bạch Trạch trong cơ thể Văn Tiêu thức tỉnh, nàng nhớ tới chuyện cũ trước kia với Triệu Viễn Chu và biết được mục đích thật sự của Triệu Viễn Chu khi đến nhân gian là dùng tính mạng của mình để đổi lấy hòa bình giữa nhân gian và đại hoang, nên nàng đã cùng chốc yêu ti ra sức ngăn cản. Rung động trước tình yêu của Văn Tiêu cũng như tình bạn của truy yêu ti, Triệu Viễn Chu đã lựa chọn cách khác để tiêu diệt Ly Luân thay vì đồng vu quy tận với hắn như suy nghĩ ban đầu. Trên đây là một số phim đã lên sóng và đang chờ lên sóng của Hầu Minh Hạo. Ngoài những bộ phim trên, hiện nay Hầu Minh Hạo còn có tên trong một số dự án phim tiềm năng đang quay, như dự án phim Tiêu Dao đóng chung với Đàm Tùng Vận, dự án Nhập Thanh Vân đóng chung với Lưu Dục Hiểu. Với tài năng cùng độ phủ sóng rộng rãi của mình, tin chắc rằng trong tương lai Hầu Minh Hạo sẽ là một viên ngọc sáng đáng mong đợi của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian sắp tới đây.